với tình cảm hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Chương trình nghệ thuật với chủ đề ủng hộ miền Trung thương yêu, nơi ấm áp trái tim đã diễn ra chiều qua do Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội, Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào đang bị thiên tai bão lũ. Tại chương trình, các nghệ sĩ trẻ và các em nhỏ của Cung thiếu nhi Hà Nội đã mang đến cho khán giả những tiết mục xúc động, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát chung tay trong các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ đồng bào miền Trung. Chúng ta làm nghệ thuật, yêu nghệ thuật nhưng chúng ta cũng hướng đến cộng đồng và hướng đến cái sự thiện nguyện, thiện tâm. Toàn bộ kinh phí thu được từ cái buổi quyên góp ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành cho để ủng hộ các tỉnh, trong đó là từ Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Quảng Bình, Quảng Trị. Đấy là tất cả mọi nội dung như vậy. Thế và trong đó chúng tôi hướng đến là các em thiếu nhi của các tỉnh nào. Cũng nhân dịp này, ban tổ chức đã tổ chức đấu giá bức tranh Hà Nội em yêu do hơn 50 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thủ đô và các bạn học sinh, thầy cô khoa mỹ thuật Cung thiếu nhi Hà Nội cùng sáng tác để chào mừng 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Bức tranh đã được đấu giá thành công với số tiền 30 triệu đồng. Theo thống kê của ban tổ chức, toàn bộ số tiền quyên góp từ chương trình hơn 334 triệu đồng cùng rất nhiều vật phẩm hiện vật sẽ được trao tận tay đồng bào đang gánh chịu thiệt hại tại miền Trung.